Hello mấy đứa ơi, tao mới luyện xong một lúc 8 tập Avatar The Last Airbender, Thế thần ngự khí sư cuối cùng mà phiên bản của Netflix mới làm. Series này nó rất là nổi tiếng rồi mà tao không có coi. Tao chỉ coi có phiên bản movie năm 2010 của M. Night Shyamalan thôi. Thì 8 tập trong cái series của Netflix á, nó giống như là phiên bản mở rộng và đầy đủ hơn, chi tiết hơn và có chiều sâu của nhân vật hơn của cái bản phim điện ảnh. Thì và có một điều mà cái bản series của Netflix làm được so với cái bản movie ngày xưa, chính là diễn viên đã không còn đơ nữa. Có cảm giác như mọi diễn viên của bản movie trừ Dev Patel trong vai Zuko á, là không đơ thôi, còn lại là mấy đứa nhỏ nó đơ hết. Còn phim này nha, diễn màu sắc rất là ok luôn. Và có một điều làm tao rất là vui khi mà phần kỹ xảo được làm quá tốt. Thật sự một series của Netflix mà kỹ xảo làm như vậy thì 10 điểm không có nhân nha. Tao thấy mọi người chê nhưng mà tao coi tao lại thấy cực kỳ thích luôn. Có lẽ là tao không có coi series và không biết gì nhiều về những cái nhân vật này trước đó. Tao chỉ biết là nó rất là nổi tiếng thôi. Tao coi xong tao phải nói thẳng, đây là trong những cái best series của Netflix trước giờ, dựa trên game hay anime nào đó. Diễn viên của phim này đẹp quá. Cast diễn viên châu Á người nào cũng khí chất ngời ngời hết. Thậm chí là cái con thú cưỡi bay của Aang Papa là diễn viên lồng tiếng cũng rất là đẹp trai. Rồi là phim còn có sự xuất hiện của ông bác vui tính, ông bố trong Kim Convenience, một cái series cũng tao rất là thích luôn đó. Kịch bản lớp lan rõ ràng. Riêng chỉ có một điều là tao không thích lắm đó, trận đánh cuối cùng mặc dù nó hoành tráng nhưng mà chưa để lại cho tao nhiều ấn tượng lắm thôi. Tao muốn nó phải quyết liệt hơn nữa, nhưng mà kiểu như làm tới đó là đủ rồi á. Tao coi một lượt 8 tập, coi từ chiều đến khuya cái hết luôn. Coi xong mà tao phải lên cái clip review này liền. Tao phải biết là series này nó đáng coi cỡ nào. Phần mà thiết kế sản xuất của tao rất là mê. 4 quốc gia là khí, thổ, thủy, hỏa. Mỗi quốc gia đều có một cái đặc điểm riêng, được mô phỏng theo một quốc gia châu Á. Cái hỏa thì chắc chắn là bạn nhìn là biết rồi, đó là kiểu bạo chúa, là kiểu Trung Quốc. Và vương quốc khí thì cảm giác như là nơi là đất Phật, kiểu Bhutan. Vùng đất thổ và theo kiểu màu là Ấn Độ. Vùng đất thủy nó giống như kiểu Kazakhstan. Mỗi quốc gia nó đều có cái nét đặc trưng riêng, không có nhầm lẫn với nhau. Như vậy là quá đủ để dành lời khen cho series rồi. Nói chung là coi xong tôi thích quá trời. Tôi coi cái này tôi thích hơn cái One Piece là action, mặc dù tôi biết nhiều bạn sẽ thích One Piece hơn. Còn chuyện coi không tùy mấy bạn, tôi chỉ thật sự là rất là thích 8 tập phim mà tôi vừa xem thôi. Rồi, hết review rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.